Xe đạp MV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người con xe thể thao Nhật Bản rất là nổi tiếng, đó là dòng xe thương hiệu Jan. Dòng xe này thì nó có phiên bản là Jan Escape R3. Thông thường thì những cái dòng xe Nhật nội địa thì nó sử dụng là Escape R3, chứ nó không có Escape 1, 2, 3 giống như những cái phiên bản xe quốc tế. Trước khi đi vào chi tiết từng phần con xe này á, thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách là ấn đăng ký kênh YouTube Xe đạp MV để đón xem những cái mẫu xe thể thao Nhật Bản khác mà mình sẽ review đăng lên để cho mọi người lựa chọn cái con xe thích hợp cho bản thân. Quay trở lại với con xe ngày hôm nay thì con xe này có toàn bộ màu sơn đã được tút lại rồi, và cái màu sơn trắng này thì không phải là màu sơn zin của nó, tức là cái màu sơn trắng là màu sơn nguyên bản của nó, nhưng mà cái màu sơn hiện tại trên xe đã tút lại rồi, không phải là màu sơn zin. Để mình chỉ mọi người cái cách phân biệt là ngay cái chỗ cái tem này, thì cái màu sơn zin là màu trắng ở phía trong nè, nó sẽ tươi màu hơn ở phía ngoài, tức là ở trong nó màu sơn zin, ở ngoài là màu sơn đã tút lại. Ở đây thì nó có cái tem xuất xưởng của tập đoàn Asahi, nó đóng dấu là năm 2018, tức là xe này nó được mua mới và đăng ký đăng kiểm vào lúc năm 2018. Xe thì nó có cái phần ghi đông bô tăng bằng nhôm, và cái màu nhôm nó còn khá là sáng, nó chưa có bị ố hoen. Ở trên cái ghi đông bô tăng này thì nó có cái tay bấm xả Shimano 3 dĩa 8 lít, vẫn còn hoạt động rất là tốt, rất là trơn tru. Mặc dù ở trên cái phần cái nắp chắn lại cái chỗ cái tay bấm xả có thể là nó đã nhìn hơi cũ, nhưng mà cái phần báo số ở bên trong nó vẫn còn hoạt động rất là tốt. Đây thì nó vẫn còn báo chính xác cái số mà hiện tại mình đang sử dụng là số mấy. Yên của xe là yên zin nhưng mà đã bọc lại da rồi, và cái da này không phải là da zin nha. Ở phía dưới này thì xe nó có cái cặp vành niền là nhôm hai lớp thương hiệu Escape theo xe luôn, cả trước và sau nó đều như thế. Còn đây là cái phần phía dưới, ống sườn phía dưới, mặc dù có giảm tút lại nhưng màu sơn chỗ này nó hơi lỗi một tí, tức là nó đã tróc ra rồi và nó thấy được cái phần nhôm của cái khung sườn ở phía trong luôn. Mình báo rõ để cho mọi người mua xe mà ở xa thì sẽ dễ hình dung được hơn. Ở cái phần ống sườn phía dưới của xe thì nó có đóng dấu cái size của xe này là CS, tức là nó cái ống đứng nó tương đương với khoảng là 46.5, chính xác là 46.5, tức là đoạn này tới đoạn này nó sẽ là 46.5 cm, và nó sẽ hợp với người dùng cao từ khoảng 1m60 trở lên. Một chút xíu thì mình sẽ đo luôn cái phần ống ngang để xem cái ống ngang của nó có dài hay là không. Cặp lốp này là cặp lốp zin theo xe, cả trước và sau nó đều đồng bộ với nhau như thế, thương hiệu là Banaraser, và cái lốp này nó có đóng dấu là Made in Japan, nó nằm phía bên kia. Để một chút xíu mình sẽ quay cho mọi người xem. Đùm của xe là đùm nhôm, cả đùm trước và đùm sau nó đều đồng bộ với nhau như thế. Đây là cái phần đùm trước và đây là cái phần đùm sau, nó còn khá là mới và cái độ trớn nó cũng còn rất là tốt. Xe thì nó có 8 tầng lip và ở phía cái phần dĩa thì nó có 3 dĩa, tức là xe này có tổng cộng 24 tốc độ số. Cái phần chắn dĩa nó cũng còn khá là mới, nó chưa có bị xuống màu, sậm màu. Đây là cái cùi đề phía sau, xe nó sử dụng cùi đề Shimano Atus. Rồi bây giờ thì mình sẽ test thử cái độ trơn tru của cái cùi đề này và cân thử cái trọng lượng của xe, xem là tổng trọng lượng của xe này nặng bao nhiêu. Thông thường thì cái trọng lượng của thằng Jan Escape R3 này thì nó rất là nhẹ. Bây giờ thì mình sẽ đo thử cái phần ống sườn ngang của xe. Khi mà mình đo song song với mặt đất á, thì ống sườn ngang mình đo được là nó rơi vào tầm khoảng là 53 và cái ống đứng là 46.5, vì thế là nó sẽ hợp với người dùng cao từ khoảng 1m60 trở lên. Tổng trọng lượng của xe này thì tương đối là nhẹ, nó chỉ 11.2 kg thôi. Đây là phía bên tay trái của xe. Bên này thì màu sơn nó cũng đã giảm tút lại rồi, cũng giống như cái phần phía bên tay phải. Nói tóm lại thì cái xe này nó sẽ hợp với những người dùng là thích cái sự mới mẻ, kiểu như là không có quan trọng mấy về cái màu sơn zin hay là không zin thì sẽ rất là ok, tại vì tất cả phụ tùng của xe thì gần như là nguyên bản 100%, nó chỉ có lỗi ở cái phần màu sơn thôi. Còn những cái người mà không thích cái màu sơn mà đã giảm tút lại rồi, không còn nguyên bản á, thì đây không phải là một cái sự lựa chọn tối ưu đâu. Chính vì thế là mọi người nên xem kỹ video và xem kỹ những cái phần mà mình mô tả chi tiết để sau này lựa được một cái con xe ưng ý cho mình nhất.
Rồi thì cơ bản mình giới thiệu hết tất cả mọi thứ về cái con xe này cho mọi người xem rồi. Nếu mà mọi người muốn mua thì cứ liên hệ với số điện thoại mình để góc màn hình. Số điện thoại của mình thì cũng có Zalo luôn. Mọi người cứ việc kết bạn, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn cho mọi người xem. Ngoài ra thì mọi người nhớ ấn đăng ký vào cái kênh YouTube Xe đạp 10B để xem thêm nhiều những mẫu xe thể thao Nhật Bản khác. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.